Chào các bạn đã quay trở lại với đầu cầu Thanh Tuấn. Thì hôm nay thì cái dòng cần mà được mọi người chờ đợi đã lâu nay đã về rồi nha các bạn. Cái dòng cần Bioner Electron. Đấy. Thì hôm nay bên chỗ shop đầu cầu hiện tại đã sở hữu được 6 thùng. Tổng tổng số lượng được khoảng 120 cây nha các bạn. Ở đây là 3 thùng. Mỗi thùng như thế là 20 cây. Thì cái hàng này là hàng Bioner Electron nha các bạn, mà nhiều anh em mình đã hỏi trong thời gian qua rất là nhiều. Và đây là 3 thùng đó, đây 3 thùng ở bên đây mình 3 thùng nhưng mình gom lại, tại chở gom lại thành 2 thùng, tại vì chở mà chú xe ôm chở mà để cao quá các bạn, bị giao thông thổi. Đây mình có chân lên kệ nè các bạn đó. Thì nhiều cái thời gian qua là cái dòng Bioner Electron này nó hết hàng rất là lâu rồi nha các bạn, tầm khoảng 3 4 tháng rồi đó. Thì hôm nay hàng vừa về thì mình tranh thủ mình hốt về cho các bạn. Thì nó sẽ có 3 size, 2m4, 2m7, 3m đó. Số lượng thì được khoảng 120 cây nha các bạn. Anh em nào yêu thích cái dòng này thì vui lòng liên hệ đặt hàng sớm nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ khui thùng cho các bạn và review lại, mình đi về chi tiết về cái cần này cho các bạn xem ha. Bây giờ mình sẽ khui thùng nó ra. Bây giờ tôi sẽ khui thùng cho các bạn xem nha. Đây là 3 size. Và đây cũng 3 thùng mà 3 thùng thì gom lại cho bạn, tại vì chở phần nhiều quá. Chất cao quá thì cái chú sơn không dám chở. Chở nhiều quá thì không ai nó bắt. Thì đây là nó có 3 size 24 các bạn, 27 3 m tương ứng với 3 thùng. Mình sẽ khui hàng cho các bạn xem. Thì hàng đi nó rất ngon, nó rất là ổn. Giá thành nó cũng sinh viên đó các bạn, nó có 300 mấy một cây thôi. Anh em tranh thủ đặt hàng này nha. Hàng này số lượng nó chung về đợt này ít lắm các bạn, mình lấy được có khoảng 120 cây thôi. Nó mỗi thùng một, trong đây nó có 2 thùng nhỏ đây các bạn, trong đây nó có 2 thùng nhỏ như thế này ha. Mỗi thùng của nó là 10 cây, tức là một thùng gì là 20 cây, thùng nhỏ là 10 cây một thùng. Bioner Electron nha các bạn. Đây là cần 2m4. Mình sẽ lấy gây ra một cây để giúp mình quay lại review lại cái dòng sản phẩm này cho các bạn. Ngoài ra là mình có về Bioner Fire nữa nha, có luôn cả Bioner Fire luôn. Đây là 2m4. Quay lại review cho các bạn xem. Này 3 cây file này. Đây có nhập thêm mấy cái dòng thêm 2 dòng cần Kyoto, Kyoto Fan Uzi, bát máy Uzi nha các bạn, size 3m15. Kyoto với lại Kochi nè các bạn. Kyoto
Fuji nữa nha các bạn. Đây. Fuji cũng fan Fuji, bắt máy Fuji. Thì hai ngày mình sẽ làm một clip riêng về nó nha, làm review riêng về nó. Dòng này là dòng Shimano Vultura. Cái cây Shimano Vultura mà cán tận cũng keo đó các bạn. Đây, Shimano file các bạn. Shimano file. Size này size 3 mét, để lấy được 3 cây luôn. Lấy sẵn cái 3 cây nhưng mà. Cái dòng này mình cắt đi làm để mình làm review sau. Dòng Kuchi với lại Kyoko. Hôm nay mình tập trung vào cái dòng Builder Fire và Builder Let Go. Cái thùng này sao nó có 3 mét không được. Mấy thôi mà nó dám cẩu 5-6 lít nước. Bạn nghĩ chất lượng như thế nào ha? Dạ dạ dạ. Chúc mọi người đủ 6 cây rồi đó bạn. Mỗi size nó có mỗi loại cộng có 3 size làm review. Quay cho bạn xem dễ hơn ha. Đây. Đây là cái dòng cần mà file Let Go mình vừa nhập được về nha các bạn. Số lượng được trăm mấy cây á, mấy chục cây. Đó. Thì cái dòng cần mà anh em quan tâm nhiều nhất á là dòng Let Go các bạn. Đây. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ tập trung vào cái dòng cần Let Go cho các bạn. Mình sẽ lấy ra 3 size 2m4, 2m7, 3m. Cái dòng cần fire thì nói chung cũng nhiều anh em quan tâm á, nhưng mà nó không quan tâm nhiều bằng cái dòng Let Go các bạn. Let Go anh em quan tâm nhiều nhất. Bởi vì sao được quan tâm nhiều nhất? Thì cái giá thành nó ngang ngang với thằng Builder Fire thôi, mà nó có ưu điểm nhiều hơn các bạn. Mình sẽ khui ra các bạn xem. Rất là nhiều anh em hỏi cái dòng này nữa các bạn. Thời gian vừa rồi thì đâu có hàng đâu. Thì đợt này nó mới về một đợt. Hình như là theo cái quy trình đó là nửa. Cái chu kỳ của nó hình như là nửa năm. Nửa năm nó về một lần các bạn. Tức là 6 tháng. 6 tháng có một đợt, 6 tháng có một đợt. Này là 3 mét. Đây là thiếu cây 2m7. 2m7 đâu rồi. Đây. Dòng cần này nó cũng hiếm nha các bạn. 6 tháng mới về một lần. Về một lần thì số lượng nó cũng được vài trăm cây á, nhưng mà tổng luôn là chắc cũng cỡ, nhưng mà cả Sài Gòn mình luôn chắc cả ngàn cây các bạn. Nó chia đều cho nhiều cửa hàng nữa. Nhưng mà cả Sài Gòn chắc về chắc cũng có ngàn cây á. Có đợt trước mình nhập rất là nhiều các bạn. Nhập tới 6-700 cây á. Đợt này nhập hết được nhiều rồi. Đó. Thay Pino Let Go nha các bạn. Let Go là vàng đen. Y như cái tên của nó là vàng đen. Đó. Cái này size 3m nè các bạn. Nó size 27. Đây 3m nè. Thấy đẹp không các bạn? Let Go. Vàng đen. Độ cứng của nó là medium heavy action. Tải chì là 50 đến 100. Tải cá là 30 lb. 30 lb nhưng mà cái cây này bảo đảm cá chừng 20 kg các bạn cảo thoải mái luôn. Mình bảo đảm với các bạn về cái hàng này luôn á. Nè. Phôi đen. Cần này là cần
chất liệu là ga phíp nha các bạn, ga phíp pha với sợi thủy tinh nên nó được rất là chắc. Hàng Bioner chính hãng nha các bạn, Bioner là hàng của Singapore ha. Đây nó có cái mã vạch nha các bạn, cái mã 888 là mã của Singapore nha các bạn. Mà đặc biệt cái hàng Singapore này mình nói các bạn rất là chất lượng nha. Đây bát máy Bioner nè các bạn, Bioner cái con Legon thì bát máy nó màu vàng ha, cán là cán mút hai khúc đó, rất là đẹp. Khoen nó đây bạn, khoen thằng Legon nó là khoen dòng khoen Sigurder cánh bướm, dòng khoen này giống như dòng khoen chống sắn nha các bạn, khoen hãng nè, khoen bướm Sigurder cánh bướm, các bạn thấy không, khoen rất là đẹp đây đó, đây rất là đẹp đó các bạn. Legon thì với cái cây 3 mét này mình tổng có số lượng là 8 khoen nha các bạn. Và đặc biệt ở chỗ nữa là cái dòng mà dòng Legon này ngọn nó là ngọn quấn chỉ phản quang, là đầu bu của nó là bu chống sắn. Đây quay cho bạn cận cảnh mà dễ. Nói chung cái dòng này rất là nhiều anh em đã dùng rồi, bây giờ mình sẽ quay lại sơ sơ cho các bạn nắm thôi. Đó, dòng khoen này dòng khoen chống sắn nha, đầu bu chống sắn đó, nó là thằng 2 3 mét. H7 thì lực tải nó tầm khoảng cũng 30 lb nha các bạn. Đây 2m7 nè các bạn, đây 2m7, đây nét rồi, hết lấy nét được luôn. 2m4, 2m4 thì nó lực tải nó yếu hơn xíu nha các bạn, 20 lb đó. Đây là cây 2m4 nữa các bạn, bát máy là bát máy Bioner tem vàng. Đây là 2m4 nè các bạn, ngọn nó cũng là ngọn đặc ha, và thân thân của nó cũng là ga phíp, khoen cũng là khoen cánh bướm đó. Chung dòng này chơi rất là chất lượng các bạn. Thì các bạn nhớ đón xem cái phần cuối clip nha, cuối clip này mình sẽ có hai cái bài test, là test về cây Fire đây nè, cây Bioner Fire này nè. Mình test với trọng lượng là cây 3 mét mình kéo 6,5 kg, nhìn cái cần nó ghê gớm đó các bạn, với cây cần 300 mấy thôi mà mình dám test 6,5 kg các bạn. Thì nói chung cái cần này chất lượng thì rất là chất lượng rồi, mình gọi là cái cần siêu bạo lực luôn á, với giá thành rẻ. Về cây Legon này thì mình sẽ test với trọng lượng là 5 lít đó. Mình sẽ có hai cái clip test ở dưới ở cuối cái clip này nha các bạn, mình sẽ có hai clip test. Thì điểm khác nhau với thằng Fire với thằng Legon á thì khác nhau về cái dàn khoen, khác nhau về cái ngọn, ngọn của thằng Legon là ngọn đặc, con này ngọn đặc nha các bạn, sợi thủy tinh, ngọn 3 ly, con này ngọn 3 ly 8 đó. Hàng này hàng chính hãng của Bioner luôn các bạn. Đây Bioner Legon thì lúc nào nó cũng có thêm một cái tem như thế này nha, cần nó test nha các bạn, nó cạo con cái với hồ đó các bạn, thấy không, mặt ton nè, nó đang cạo con cái với hồ bằng cái cần Legon nè các bạn, công giúp đó. Thì các bạn nhớ đón xem cái phần cuối clip nha. Hiện tại thì mình về được 3 size, 2 mẫu Fire và Legon. Legon thì được cái đó đẹp hơn, chất lượng hơn, thì nói chung nhiều anh em mua cái dòng này hơn, khoái cái dòng này hơn, vì cái giá thành giữa hai này nó lệch nhau chỉ có 20.000 thôi các bạn, giá có 300 mấy đó nha. Còn cái phần giá thì mình để chi tiết trong cái phần mô tả các bạn, các bạn xem giá giúp mình nha, mô tả với phần bình luận á, bình luận mình có ghim cái tin nhắn lên á, ghim cái bình luận của mình lên á. Thì nói chung cái dòng này mình sẽ không có cần phải nói nhiều ha, tại vì nó quá là phổ thông rồi các bạn, và hiện tại mình bán cái dòng này rất là nhiều rồi, hàng năm mình đều nhập được 2 đợt mà đẹp số lượng nhiều hết đó. Thì anh em biết tới mình nhiều cũng vì nghe cái dòng Bioner này rất là chất lượng ha. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem, mình test bạn xem cái phần tiếp theo nè, mình sẽ test cần. Thì xong phần test cần thì anh em nào có thích thú về cái dòng này thì cứ gọi điện thoại trực tiếp, nhắn tin Zalo, Facebook hoặc bình luận trực tiếp dưới clip, để lại tên, số điện thoại, địa chỉ, mình sẽ chốt hàng, chuyển hàng về cho các bạn. Thì hình thức chuyển hàng ví dụ như đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Các bạn nào thành phố Hồ Chí Minh thì có thể nhận hàng trong 1 đến 2 ngày. Ba bạn nào muốn nhận tầm khoảng ví dụ như bây giờ tôi muốn anh giao liền, cứ gọi cho em, gọi cho Tuấn. Em sẽ sắp xếp được hết các bạn. Mấy anh em nào cần em giao sớm em sẽ sắp xếp được hết cho xe đi, nhưng mà phí nó sẽ hơi cao nha.
giống như mình làm dịch vụ mà mình cần đi nhanh đó thì mình phải đi dịch vụ thôi đó, làm gì nhanh phải đi dịch vụ, thì dịch vụ thì mà tốn tiền ha, tầm khoảng cũng 40 thôi chứ đâu có nhiều, đâu có lớn đâu. Còn ví dụ muốn đi giao chậm thì 1 2 ngày thì 30.000 tiền phí đó, cũng giao tới chỗ cho mình. Anh em nội tỉnh thì giao sẽ lâu hơn, 4 đến 6 ngày tùy theo khu vực, tùy theo thời tiết rồi ha các bạn. Phí thì nó cũng 40 50 ngàn vậy đó đó. Thì trường hợp anh em nào lấy từng 2 cây trở lên, bên shop sẽ bao ship cho các bạn, thì hàng các bạn sẽ được bỏ trong ống nước nha các bạn. Mình bỏ trong ống nước như cái này nè, khi cần như thế này nha. Mình sẽ bóc, mình sẽ gói thêm một một cái lớp chống sốc, nhiều người gọi là cái bọc biển đó các bạn, cái lớp mà bong bóng à, nó giống như cái này nè các bạn. Đây nè, này này người ta chỉ có một miếng thôi, một miếng nhỏ người ta bọc cái khoen thôi, còn mình cho một miếng dài luôn, bọc toàn thân cái cần này luôn. Để dùng cho cái bọc biển này nè các bạn, có một bong bóng này nè, bóng hơi đây nè, miếng dài luôn, bọc cái cần bỏ vô nước bảo đảm các bạn từ khi bể ống nước thôi, chứ hàng không khi nào mà nó bọc vậy mà nó bị lỗi ha các bạn. Đó thì bên mình vẫn có chính sách là đổi trả cho các bạn trường hợp mà hàng bị hư hỏng do vận chuyển, lỗi do kỹ thuật là bên mình đổi mới hoàn toàn cho các bạn ha, phải yên tâm vấn đề đó. Rồi thì anh em bây giờ mà anh em xem clip test và yêu thích thì cứ đặt hàng sớm giúp mình nha, số lượng nó cũng có hạn thôi các bạn. Biller Lách Gòn, hàng đã về, hiện tại có mặt tại shop đồ câu Thanh Tuấn. Hay anh em yêu thích cứ chạy qua chỗ đồ câu Thanh Tuấn nha các bạn, quận 9 Hồ Chí Minh chờ đón anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đi cho các bạn xem phần mình test cần. Mình sẽ chuyển qua test cái cây 3 mét nha bạn, cột luôn cái bình nước, cái bình nước 1,5 lít nữa, test cây 3 mét. Bây giờ mình sẽ test cái cây 3 mét nha các bạn. Hồi nãy là cây 27 cẩu nhất tỉnh 5 kg, bây giờ cây 3 mét mình sẽ nhất tỉnh 6,5 kg nè.
cái cần này chịu lực rất là tốt. Sao ký gửi